Hello cả nhà hello. Welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Cảm ơn quý vị ủng hộ channel rất là nhiều. Mời quý vị nghe tin tức buổi chiều. Thì thời tiết Houston cũng không có thay đổi khi mà lên cao nhất cho ban ngày sẽ là 89 độ và xuống thấp về đêm là 66 độ. Cơ hội mưa chỉ là khoảng 9%. Ngày Chủ nhật 89 độ là cao nhất cho ban ngày, xuống thấp về đêm là 68 độ, cơ hội mưa 10%. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới từ thành phố Houston thì Houston tiếp tục là một ngày mà thời tiết cũng khá là đẹp, không mưa đâu, 15% cơ hội mưa cho ngày thứ hai đầu tuần tới. Nhiệt độ thì lên cao nhất cho ban ngày sẽ là 87 độ, xuống thấp về đêm là 72 độ. Ngày thứ ba 88 độ là cao nhất cho ban ngày và dự đoán về đêm sẽ là 74 độ, cơ hội mưa 8%. Houston tiếp tục là những ngày không có mưa, khi mà cơ hội mưa rất là thấp, chỉ khoảng 10-15% mà thôi. Nhiệt độ thì cũng hơi ấm ấm vào ban ngày, nhưng mà về đêm thì sẽ là mát lạnh. Và không biết thời tiết ở bên Dallas như thế nào, thưa chị Thu Hương? Dạ vâng, từ Dallas Thu Hương xin kính chào quý thính giả hai miền và chào anh Đỗ Phúc. Nhiệt độ ở Dallas thì cũng tương tự như là ở Houston, thì hiện giờ nó đang là 88 độ thưa quý vị, và dự báo tối nay nhiệt độ xuống khoảng 67 độ. Và hôm nay cũng không có cơ hội mưa cho Dallas. Ngày mai thứ Bảy và ngày mốt Chủ nhật thì nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm nay, tức là cao khoảng 85 độ và thấp về đêm khoảng 65 độ thưa quý vị. Và cũng không có một giọt mưa nào cho Dallas vào cuối tuần này. Riêng ngày thứ Hai thì nóng hơn một chút xíu, nhiệt độ cao là khoảng 87 độ và thấp về đêm khoảng 67 độ. Qua thứ Ba cũng vậy, nhưng mà thứ Tư thì có dự báo là tới 40% cơ hội mưa cho Dallas. Thứ Năm cũng được dự báo tới 50% cơ hội mưa cho Dallas Forward thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta hy vọng có mưa vào tuần sau cho vùng Dallas Forward. Và trở lại với những bản tin thế giới ngày hôm nay, thì bản tin đầu tiên Thu Hương xin trình bày đó là bản tin liên quan đến Thái Lan thưa quý vị. Thủ tướng Thái Lan xin lỗi về vụ đàn áp người Hồi giáo từ hai thập kỷ trước. Thủ tướng Thái Lan là bà Prayuttpol Sinawatra đã xin lỗi về việc hàng chục người biểu tình Hồi giáo thiệt mạng do bị nhồi nhét trên xe tải quân đội cách đây hai thập kỷ. Bà Sinawatra lên tiếng khi mà chỉ còn có vài giờ trước lúc kết hết thời hiệu truy tố một vụ việc mà không có quan chức nhà nước nào bị kết án. Cuộc đàn áp an ninh ở phía nam thị trấn Tatpai năm 2004 đã khiến cho 85 người thiệt mạng và là một trong những sự kiện gây chú ý nhất trong cuộc nổi dậy ly khai tái bùng phát trong cùng năm đó, và kể từ đó có hơn 7.600 người đã thiệt mạng. Bà ta nói là tôi vô cùng đau buồn về những gì đã xảy ra và thay mặt chính phủ tôi xin gửi lời xin lỗi. Thủ tướng Prayuttpol Sinawatra nói như vậy và đồng thời cam kết bảo đảm những sự việc như vậy sẽ không tái diễn ở Thái Lan. Vụ việc xảy ra ở Thái Lan, nơi mà đa số người theo đạo Phật, đã thu hút sự chú ý của quốc tế và đã bị lên án rộng rãi sau khi 78 người bị đè chết hoặc ngạt thở trong khi bị trói và chất chồng lên nhau trên xe tải quân đội. 7 người khác thì bị bắn chết. Cuộc đàn áp này được biết đến rộng rãi với tên gọi là vụ thảm sát Thakban, và được diễn ra dưới thời chính phủ của ông Thaksin Shinawatra, là thân phụ của Thủ tướng Prayuttpol, và ông Thaksin hiện vẫn là nhân vật chủ chốt đằng sau đảng phiêu Thái cầm quyền. Nhiều nỗ lực truy tố nhân viên an ninh đều thất bại, trong đó có hai nỗ lực trong hai tháng qua. Bà Prayuttpol đã nói rằng vụ việc không nên bị chính trị hóa, đồng thời nói thêm rằng thời hiệu không thể gia hạn vì điều đó sẽ vi phạm hiến pháp. Và cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang tích cực theo dõi tất cả 14 nghi phạm và đã ban hành lệnh truy nã của Interpol. Xin trở lại với anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một thế giới khác có liên quan đến Triều Tiên, thì Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Triều Tiên không xác nhận việc nước này đã cử quân sang Nga, song nhấn mạnh rằng nếu có thì cũng sẽ theo đúng luật pháp quốc tế. Vào ngày 25 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên viết tắt là KCNA đã dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của nước này là Kim Jong-un chia sẻ về tin đồn Bình Nhưỡng đã cử binh lính sang Nga. Ông Kim khẳng định rằng Bộ Ngoại giao không trực tiếp liên quan đến những vấn đề thuộc về thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, do đó không thể bình luận về những hoạt động điều quân.
Tuy nhiên thì Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh rằng, nếu việc mà truyền thông quốc tế đang bàn tán là thật, thì tôi tin rằng đó sẽ là hành động đáp ứng các quy định của luật pháp quốc tế. Với tuyên bố nói trên thì Bình Nhưỡng tiếp tục phản ứng giống như là Moscow trong việc không xác nhận cũng như không phủ nhận việc đã điều quân sang Nga. Hành động này được đưa ra trong bối cảnh thông tin về việc Triều Tiên đã điều động binh sĩ sang Nga để giúp Nga đánh Ukraine đang ngày càng một trở nên nóng. Ban đầu thì cả Bình Nhưỡng và Điện Kremlin đều khẳng định những cáo buộc đó là tin đồn vô căn cứ. Tuy nhiên khi được hỏi về những vấn đề trên vào ngày 24 tháng 10, thì Tổng thống Nga là ông Putin đã không thẳng thừng xác nhận hay cũng như là phủ nhận chúng. Sang đến ngày 25 tháng 10 thì ông Putin lại khẳng định trên truyền hình quốc gia Nga rằng việc thực hiện điều khoản phòng thủ chung trong Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Triều Tiên như thế nào là chuyện riêng của hai nước này. Và Tổng thống Nga cũng cho biết rằng, tôi muốn nói rằng đây là quyền tự quyết của chúng tôi. Việc chúng tôi có muốn hỗ trợ quân sự cho việc gì, chuyện chúng tôi có cần hỗ trợ quân sự cho nhau không, và hỗ trợ khi nào, như thế nào là chuyện của chúng tôi. Nó cũng giống như việc chúng tôi liên tục được phương Tây nói rằng việc Ukraine đã bảo đảm an ninh của họ như thế nào là chuyện của họ, dù có hay không tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Xin được quay trở lại với chị Thu Hương. Dạ vâng, thưa quý vị, tin liên quan đến Trung Cộng, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc là Jay Sullivan mới đây đã cảnh báo việc Đảng Cộng sản Trung Cộng đã dùng trí tuệ nhân tạo AI để mà đàn áp người dân Trung Cộng, đồng thời làm suy yếu an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh thông qua truyền bá thông tin sai lệch. Trước đó thì công ty Microsoft đã công bố nghiên cứu cho thấy một đội quân robot truyền thông xã hội do Đảng Cộng sản Trung Cộng kiểm soát cố gắng gây ảnh hưởng bầu cử tại Hoa Kỳ. Nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ đã lên tiếng về vấn đề này. Vào thứ Năm, ngày 24 tháng 10, ngày hôm qua, khi mà dự một sự kiện tại Đại học Quốc phòng, thì ông Sullivan đã cho hay những nguyên tắc hướng dẫn mới liên quan đến AI do Hoa Kỳ ban hành để mà giúp giải quyết một phần trong những lo ngại này. Trước đó cùng ngày, thì Tòa Bạch Ốc đã công bố một bản ghi nhớ nhằm giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia do AI gây ra. Đây được cho là một cái hành động tiếp theo lệnh hành pháp của Tổng thống được ông Joe Biden ký trong một năm trước. Giới chức Hoa Kỳ cho biết khuôn khổ đó được thiết kế để chống lại việc các đối thủ như Trung Cộng sử dụng AI cho mục đích quân sự, cũng nhằm có biện pháp bảo vệ hiệu quả. Các quan chức Hoa Kỳ cảnh giác vấn đề công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng sẽ châm ngòi cho cuộc cạnh tranh quân sự và tình báo giữa các cường quốc toàn cầu. Xin mời anh Đỗ Phúc. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến Đức, thì Thủ tướng Scholz đã tuyên bố không thể mời Ukraine gia nhập NATO vào lúc này và bác bỏ yêu cầu mà Tổng thống Zelensky đưa ra trong kế hoạch chiến thắng. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng những quốc gia đang có chiến sự chắc chắn không thể trở thành thành viên của NATO. Mọi người đều hiểu điều đó, không có tranh cãi gì về vấn đề này. Thủ tướng Olaf Scholz đã nói với đài truyền hình của Đức hôm 24 tháng 10. Thủ tướng Đức còn cho biết các lãnh đạo của NATO từng đề cập tư cách thành viên của Ukraine trong tương lai xa tại các hội nghị thượng đỉnh năm 2023-2024. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng hiện tại không cần thêm bất kỳ quyết định mới nào, ông nói thêm. Trong một cuộc phỏng vấn thì ông Scholz đã tái khẳng định lập trường rằng không thể để xung đột của Nga và Ukraine leo thang thành cuộc chiến trực tiếp giữa NATO và Moscow, đồng thời tiếp tục phản đối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Bình luận của ông Scholz được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky gần đây tăng sức ép và hối thúc đồng minh phương Tây hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky hồi đầu tháng đã công bố một kế hoạch chiến thắng với một trong năm đề xuất chính là Ukraine phải được mời gia nhập NATO ngay lập tức. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi dỡ bỏ hạn chế về vũ khí tầm xa mà phương Tây viện trợ, nhưng cho đến nay chưa có yêu cầu nào nhận được sự đồng thuận từ NATO. Điện Kremlin thì từng cảnh báo rằng Ukraine cần tỉnh táo và nhận ra các chính sách mà họ theo đuổi là vô ích. Nga vẫn kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập NATO. Xin được quay trở lại với chị Thu Hương. Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với phần tin Hoa Kỳ, thì sau khi dành hàng ngàn giờ, sau khi dành hàng giờ để mà an ủi các gia đình nạn nhân của các vụ giết người, hãm hiếp và các tội ác biên giới khác, thì cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh với tờ Just the News rằng ông cũng sẵn sàng thành lập quỹ bồi thường liên bang cho những người Mỹ bị những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổn hại.
ý tưởng về một quỹ bồi thường tội ác biên giới giống như quỹ được lập ra cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã và đang nổi lên trong giới chính khách đảng Cộng Hòa trong nhiều tháng qua. Hôm thứ Ba ngày 22 tháng 10, khi mà được hỏi liệu ông có sẵn sàng thực hiện ý tưởng này nếu như mà cử tri đưa ông trở lại Tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng 11 này hay không, thì ông Trump đã trả lời một cách chắc chắn, tôi sẵn sàng. Trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với chương trình truyền hình Just the News, No Noise, khi kể lại nhiều chuyến thăm của mình đến các gia đình nạn nhân của các tội ác như vậy, thì cựu Tổng thống Trump lưu ý tưởng đó đã được nói đến và tôi đoán người ta đã ngăn chặn nó. Ông chỉ trích, tôi đã gặp quá nhiều gia đình nạn nhân, họ đã bị những người được phép vào đất nước chúng ta sát hại, những kẻ giết người, những kẻ buôn ma túy và những người tệ hại nhất đã được phép vào đất nước ta và họ đang đầu độc đất nước chúng ta. Trong khi đối thủ của ông Trump là Phó Tổng thống Harris, đề cử viên của Đảng Dân Chủ tránh đưa ra những biện pháp cụ thể, thì cựu Tổng thống đề cử viên Đảng Cộng Hòa lại nhiều lần đưa ra các đề xuất chi tiết trong chiến dịch vận động tranh cử. Ý tưởng của ông bao gồm từ việc miễn thuế tiền tiếp và tiền miễn thuế an sinh xã hội cho đến việc bổ nhiệm doanh nhân công nghệ Elon Musk để hình dung lại, định hình lại và thay đổi quy mô của một chính phủ liên bang cồng kềnh. Vào hôm thứ Ba 22 tháng 10, khi mà được hỏi hành động đầu tiên của ông sẽ là gì trong ngày đầu tiên nhậm chức, thì ông Trump đã nhanh chóng liệt kê ba việc: đóng cửa biên giới, giải quyết tình trạng lạm phát và bắt đầu làm việc giảm chi phí năng lượng và tiếp thêm sinh lực cho quân đội Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một thế giới bất ổn sâu sắc. Xin mời anh Đỗ Phúc. Một bản tin Hoa Kỳ khác có liên quan đến hãng hàng không của Hoa Kỳ là Spirit Airlines đã phải bán 23 máy bay Airbus với giá 519 triệu Mỹ Kim trước nguy cơ phá sản. Theo hãng tin Bloomberg vào ngày 24 tháng 10, hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng của Hoa Kỳ là Spirit Airlines đã đồng ý bán 23 máy bay Airbus SE với giá 519 triệu Mỹ Kim để có thêm tiền mặt khi nhiều khả năng phải nộp đơn xin phá sản. Số tiền trên cùng với việc được xóa bỏ khoản nợ liên quan đến các máy bay này sẽ được giúp Spirit Airlines tăng cường khả năng thanh khoản, tức khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của tài sản, lên khoảng 225 triệu Mỹ Kim cho đến cuối năm 2025. Thông báo hãng đưa ra cho biết GA Telesis là một công ty chuyên về các dịch vụ hậu mãi hàng không, bao gồm bán linh kiện, bảo trì máy bay và tài chính hàng không, đã đứng ra mua số máy bay này. Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 2 năm sau. Cũng theo Bloomberg cho biết, thỏa thuận diễn ra trong thời điểm Spirit Airlines tiến hành các cuộc đàm phán với công ty mẹ của hãng hàng không Frontier Airlines là đối thủ chính của Spirit về việc nộp đơn xin phá sản để thuận tiện cho Frontier thâu tóm và tái cấu trúc của Spirit. Báo cáo của Wall Street Journal cho biết cuộc đàm phán vẫn còn ở giai đoạn đầu và có thể không thành công. Được biết, kể từ sau khi đề xuất sáp nhập trị giá 3,8 tỷ Mỹ Kim với hãng hàng không JetBlue Airways bị Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ chặn lại vào tháng 3 năm nay với lý do chống độc quyền cùng với các nỗ lực cứu trợ sau đó từ các chủ nợ không thành công, thì Spirit đã phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản. Hãng cho biết mình đang cố gắng thay đổi cách thức quản lý nợ và tích cực thảo luận với những người nắm giữ trái phiếu của công ty với thời gian đáo hạn vào năm 2025 và 2026. Ngoài ra, từ năm sau thì hãng cũng sẽ bắt đầu cắt giảm nhân lực và thu hẹp hoạt động bay để tiết kiệm chi phí, dự kiến tiết kiệm được thêm khoảng 80 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm. Xin được quay trở lại với chị Thu Hương. Dạ vâng, thưa quý vị, vẫn tin Hoa Kỳ. Theo một bài báo phê bình của tờ New York Times, tại cuộc tọa đàm tiếp xúc cử tri của bà Harris do đài CNN tổ chức vào tối thứ Tư vừa rồi ngày 23 tháng 10, thì các cử tri Mỹ đã hỏi Phó Tổng thống Kamala Harris, đề cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ, các câu hỏi trực tiếp, nhưng bà đã trả lời vòng vo. Hai phóng viên chính trị là Real Estan và Lisa Lever của tờ New York Times, các tác giả của bài báo phê bình cho biết, bà Harris đã nhận được một số câu hỏi khá dễ hiểu từ một cử tri độc lập tự nhận là người Do Thái về cách bà sẽ giải quyết chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học
như thế nào? Thì hai phóng viên của New York Times tiếp tục, trong câu trả lời kéo dài hơn 5 phút, bà ấy đã đề cập ngắn gọn đến tội ác thù hận, nhưng sau đó đã đột ngột chuyển đổi chủ đề thảo luận khi mà đề cập tới những viện dẫn được cho là của ông Trump về Hitler, mối quan hệ của ông ấy với chủ tịch Triều Tiên là Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như hành động của ông Trump trong đại dịch virus corona. Các tác giả của bài báo nhận xét, khoảnh khắc đó minh họa cho sự thay đổi chủ đề mà bà Harris đã thực hiện suốt cuộc phỏng vấn, từ các câu hỏi ngắn nhưng mà sâu sắc được dành cho bà thành, tức là bà đổi những cái câu hỏi đó thành các câu trả lời rất là dài dòng quanh co mà bà đã đưa ra. Hai phóng viên của New York Times chỉ trích là màn trình diễn mạnh mẽ của bà Harris trong cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên và duy nhất của bà đối với đối thủ của mình đã chứng minh khả năng của bà trong việc dẫn dụ ông Trump đi vào sai lầm. Tuy nhiên, khi mà không có ông ấy đứng gần, thì các cuộc tấn công của bà nhằm vào ông ấy có vẻ giống như muốn né tránh các câu hỏi về các kế hoạch của chính bà hơn là trả lời dứt khoát về những gì mà bà sẽ làm với tư cách là tổng thống. Lời phê bình của hai phóng viên New York Times lặp lại bình luận của ông David Alessrod, một người cựu cố vấn của ông Obama. Ông David đã chỉ trích bà Harris thường nói năng lộn xộn khi mà trả lời các câu hỏi trực tiếp của cử tri. Xin mời trở lại anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin Hoa Kỳ khác có liên quan đến tỷ phú Musk đã quyên góp thêm khoảng 44 triệu Mỹ kim cho siêu ủy ban hành động ủng hộ ông Trump khi cuộc đua vào tòa Bạch Ốc chưa đầy còn khoảng 2 tuần nữa. Hồ sơ gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang của Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 10 của America Park, siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump cho thấy nhóm này đã nhận thêm khoảng 44 triệu Mỹ kim từ tỷ phú Elon Musk trong nửa đầu tháng 10. America Park có nhiệm vụ tập trung vận động cử tri ở các bang chiến trường có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử, cũng thông báo đã chi hơn 47 triệu Mỹ kim trong cùng một giai đoạn. Siêu ủy ban này từng nhận được 75 triệu Mỹ kim từ tỷ phú Musk trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Được biết, những khoản đóng góp của ông Musk cho America Park khiến ông trở thành nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, bên cạnh các nhà tỷ phú khác như là Timothy Mellon và Miriam Adenson. Cũng được biết rằng chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump phần lớn phụ thuộc vào các nhóm bên ngoài để vận động cử tri, đồng nghĩa với America Park đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh của ông với đối thủ là Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong nửa đầu tháng 10, thì chiến dịch của ông Trump đã huy động được 16 triệu Mỹ kim và chi hơn 88 triệu Mỹ kim cho quảng cáo, khiến ngân sách còn khoảng 36 triệu Mỹ kim cho giai đoạn cuối trước ngày bầu cử. Chiến dịch của bà Harris thì vốn huy động được nhiều tiền hơn và chi mạnh tay hơn, đã chi 130 triệu Mỹ kim cho quảng cáo vào đầu tháng 10. Họ cũng huy động được 97 triệu Mỹ kim trong nửa đầu tháng và hiện còn 119 triệu Mỹ kim trong ngân sách. Được biết, tỷ phú Musk tuần trước công bố một chương trình trao thưởng ngẫu nhiên 1 triệu Mỹ kim mỗi ngày cho cử tri đã ghi danh tại các bang chiến trường. Để đủ điều kiện tham gia thì họ được yêu cầu ký vào bản kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và sở hữu vũ khí. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thì đã gửi thư cho America Park và cảnh báo rằng việc tặng thưởng này có thể phạm luật của liên bang. Quý khán giả vừa nghe phần tin tức và tiếp theo sau đây là thông tin thị trường chứng khoán cuối ngày hôm nay.